Khách du lịch MICE thường là phân khúc cao cấp, có khả năng chi trả cao. Vì vậy, yêu cầu của đối tượng này đối với các dịch vụ du lịch cũng rất cao, đòi hỏi sự hoàn hảo từ nơi lưu trú, ăn uống, các dịch vụ giải trí, mua sắm cho đến cung cách phục vụ. Hàn Quốc với nhiều lợi thế hiện đang là một trong những cường quốc về du lịch MICE trên thế giới. Hàn Quốc là đất nước có chính trị và kinh tế ổn định. Hàn Quốc đã tạo được hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Tại Hàn Quốc, du lịch MICE được coi là môi trường phát triển quan trọng. Chính phủ rất chú trọng đầu tư cho MICE, nhờ vậy mà Hàn Quốc luôn duy trì vị thế là nước đứng thứ ba thế giới về du lịch MICE. Tại Việt Nam, lượng khách MICE ở các công ty lữ hành tăng từ 10% đến 15% mỗi năm. Doanh thu từ MICE cao gấp 5 đến 6 lần doanh thu từ các loại hình du lịch khác. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Việt Nam vẫn chưa đủ sức cạnh tranh. Nếu như mà muốn thu hút được khách du lịch nước ngoài thì cần phải có cách làm việc mà nó là tạo sự tin tưởng hơn đối với đối tác nước ngoài. Ví dụ như là dịch vụ của các bạn phải đảm bảo được uy tín. Rồi thì chất lượng những cái đội ngũ mà phục vụ, ví dụ như là hướng dẫn viên, rồi thì là các nhân viên nhà hàng khách sạn cần phải có sự cởi mở và thân thiện. Đấy, và tạo cho người ta cái cảm giác là Việt Nam là một cái đất nước mà rất là thân thiện, rất là có vẻ đẹp riêng tiềm ẩn. Việt Nam là đất nước có điều kiện chính trị kinh tế ổn định, cùng với nhiều phong cảnh đẹp. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch MICE. Tuy nhiên, việc duy trì các trang thiết bị cơ bản để phục vụ du lịch MICE còn thiếu thốn. Chưa có các chuyên gia về du lịch MICE và quảng bá chưa xứng tầm để du lịch MICE được biết đến nhiều hơn. Thông qua hội thảo, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội được tìm hiểu và tiếp thu kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, từ đó chung tay phát triển du lịch MICE tại Việt Nam. Với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế vừa qua, như hội nghị thượng đỉnh APEC, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, có thể khẳng định du lịch MICE đang là thị trường rất tiềm năng và là hướng đi đúng đắn đầy triển vọng của du lịch Việt Nam.